Hello cả nhà, ngày hôm nay mình rất là vui luôn nha. Nhận được một cái món quà trung thu của bên Viettel Post gửi tặng cho mình. Tháng này thì mình bán hơi chậm cũng buồn buồn, nhưng mà nhận được cái hộp quà bánh trung thu này, tự nhiên tinh thần mình cảm thấy lên trở lại thả tim. Rất là dễ thương luôn. Đây nha, nó rất là to luôn nha. Này nè, đây mình sẽ đo cho mấy bạn xem nha. Một gang tay, hai gang tay, hai gang rưỡi luôn. Từ nhỏ tới bây giờ đó nha, là mình chỉ ăn ké bánh trung thu, mà những cái loại to, những cái loại ngon như thế này nè, ăn ké là một nè. Còn không mày làm ở trong công ty thì công ty cho ăn ké tiếp nữa nè, rồi hoặc là mình phải tự mua ăn nè. Và nói chung là chưa giờ thấy cái hộp bánh đẹp như thế này hết. Với nhiều người thì nó sẽ rất là bình thường, nhưng với mình đó là một cái gì đó nó rất là vui luôn. Xin cảm ơn Viettel Boss rất là nhiều nha. Ôi dạ, rất là nặng luôn nè, Viettel Boss nha. Đến cái dây cầm mình còn cảm thấy thích nữa đó nè, cái dây nó rất là chắc chắn và ống ả. Thật ra cái hộp bánh này á nè nha, đây chỉ là cái bao đựng bên ngoài thôi, đây là cái bao đựng rất là nặng, mình phải dùng 12 thành công lực. Yeah. Cái hộp rồi nè, đây là cái vỏ hộp nha. Cái vỏ hộp này mình có thể đựng đồ gì đó cũng rất là tiện lợi. Cái này giống mình quảng cáo cho Viettel Post đó ta. Đây. Nói chung là bên đây thì làm việc rất là tôn trọng khách hàng đúng không? Cảm thấy là cái gì đó nó chuyên nghiệp. Đó, đối xử với khách hàng rất là chuyên nghiệp. Like. Rồi. Cái hộp nha, vân gỗ nổi nè, mấy bạn thấy không? Này vân nổi nha, vân nổi lên ở bên trong nó ánh nè, chữ Viettel Post cũng làm rất là công phu, đúng là quảng cáo luôn đó nha. Nào, thương hiệu chỉ một hộp bánh thôi mà làm cho người ta cảm thấy rất là thích, dù là có khi là phát hàng thì cũng chậm trễ rồi tùm lum hết, nhưng mà cái này nó cũng gỡ gỡ lại đúng không. Nào, một cái chiêu rồi. Bây giờ thì ở bên trong đây nha, ở bên trong thì các bạn thấy này, nó rất là đẹp, bên ngoài cái hộp quá hoành tráng luôn á nè, không có thể nào nói hơn nữa, vừa nặng luôn, cầm cái nắp không là đã nặng tay rồi. Rồi bên trong thì nó sẽ có 2 4 6 7 cái bánh nha, 7 cái bánh và một cái hộp trà. Đây là cái hộp trà ha, Helen. Nào giờ mình chưa ăn bánh trung thu Helen á, từ nào giờ mình đi làm công ty là nhiều ha, cho nên thường là công ty thì hoặc là cỡ mấy chỗ thì chỉ cho cái bánh nhỏ nhỏ vậy cho em bé thôi, không biết là trà gì có thơm không. Nhưng mà đây trà San Tuyết Hà Giang là trà gì chị mình cũng không biết nữa, bạn nào biết thì comment ở phía dưới giùm mình ha. Cái hộp nói chung là về cái phần trang trí là mình thích nhiều hơn nha, chứ còn mình thì cũng không có giỏi về ăn uống lắm đâu, mình không có rành về ăn uống lắm, nhưng mà nhìn ha rất là trân trọng, rất là đẹp luôn. Nhìn rất là thích. Và các bạn thấy không, này nhìn kỹ hơn này nha, rất là công phu luôn á, này cái hộp gì mà nó làm rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 7 cái bánh thôi, thật ra chỉ có 7 cái bánh thôi mà nó như thế này. Đây thì mình sẽ khui thử nha. Đây cái hộp bánh cũng đẹp nữa nè, đó nó cùng tông trang trí với lại cái nắp hộp đồ nha, rất là xinh luôn. Màu xanh trăng rằm á, màu xanh thì giống như là ban đêm á, ban đêm của đêm trung thu á, họa tiết này mình cũng thích nữa nè, những cái họa tiết cách điệu giống như đuôi cong đồ rất là đẹp. In mà in nhũ đồng hết nha mấy bạn, in nhũ đồng á. Bên trong một cái bánh bình thường thôi nha, một không biết có ngon không. Ở trên đây thì nó có hẹn sử dụng rồi, để đọc sơ coi. Bánh này là bánh thập cẩm, à thập cẩm đậu xanh. Đây bánh thập cẩm đậu xanh nha, mình sẽ khui khui thử coi nó giống nhau hết không hay là như thế nào. Đây năm ngoái thì cho mình cái hộp bánh đó, nó không to như vậy nhưng mà nó nhiều tầng, nhiều tầng cũng đẹp lắm, cũng đẹp lắm, là bánh ngon lắm. Mà bánh bữa nay sao chị thấy thấy giống nhau không, mà bánh này là bánh khoai môn nha, bánh này thì là bánh khoai môn. Rồi năm ngoái có lồng đèn nữa, năm nay thì không có lồng đèn, năm ngoái có một cái lồng đèn kéo quân rất là đẹp.
Rồi, maca là gì ta? Maca để coi coi. À, hạt hạt maca đó mấy bạn. À, hạt maca ha, bánh trung thu mà hạt maca. Hạt maca mình cũng rất thích ăn. Tiếp đến thì là hạnh nhân và matcha trà xanh nha. Vậy là mỗi cái nó có một cái vị khác nhau. Tiếp theo là cốm. Cốm là gì ta? Cốm mới làm những cái cốm mà người ta bán cốm dẹp rồi đúng không ta? À, cũng thú vị ha. Mỗi cái nó có một cái khác nhau. Bánh nhỏ nhưng mà mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ khác với lại những cái bánh bánh dưa Mỹ. Ôi, sao lại có người ăn trước mình vậy nè. Đây là bánh dưa Mỹ, nó cũng có hình của matcha, nhìn nó cũng rất là ngon ha. Không biết ăn thì như thế nào, lỡ rồi mình ăn luôn. Mới hồi nãy mình coi là còn nguyên hộp bánh không có gì hết, mình mới đem lên mình quay. Vậy mà lại có người ăn của mình rồi. Thơm lắm mấy bạn ơi. Thơm cái mùi dưa. Dưa mà giống như dưa dưa lưới của mình á. Giống như trái dưa lưới á. Không có ngọt lắm nha. Vừa ăn không không hề ngọt, nó dẻo dẻo. Nó có cái độ dẻo dẻo. Nói chung là lạ miệng, ngon ha. Nó không giống như những cái bánh khác, nó dẻo dẻo mà nó ngọt ngọt. Được đó nha. Cái này mà trong đêm trung thu á mà mình ăn mình uống nước trà thì quá tuyệt vời luôn ha. Còn bây giờ video của mình đến đây là kết thúc rồi đó. Thật ra là mình khoe thôi, cũng không có gì hết. Các bạn đừng nắm đá nha. À, thứ nhất là khoe nhưng mà thật ra là mình quá vui. Chủ yếu là mình muốn nói cái niềm vui và mình muốn kỷ niệm lại là lần đầu tiên, không phải lần thứ hai, là năm ngoái cũng được có hộp bánh rất là đẹp. Nhưng năm ngoái là mình nôn nóng mình ăn luôn rồi. Năm nay mình quyết định mình sẽ quay lại để xem coi là để lại cái kỷ niệm ha, để lại cái kỷ niệm.